Xin chào tất cả các mến trò của thầy. Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao chúng ta cần phải chích vaccine? Và tại sao có khi chích vaccine rồi vẫn mắc bệnh? Vậy thì ngày hôm nay, thầy sẽ chỉ cho các mến trò cơ chế hoạt động của vaccine và cách ứng phó sau khi chúng ta chích vaccine nhé. Trước hết, thầy xin nói về cái gọi là miễn dịch tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Hãy tưởng tượng cơ thể chúng ta giống như là một quốc gia. Mỗi quốc gia đều có hệ thống quốc phòng để chống với giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm ở đây chính là virus, vi khuẩn, nấm hay những mầm bệnh nói chung. Hệ thống quốc phòng thường sẽ có nhiều lớp, như các bạn biết, có thể là thành lũy ở biên giới để ngăn không cho giặc ngoại xâm bước vào bờ cõi của chúng ta. Hoặc khi chúng đã vượt qua hệ thống thành lũy đó rồi, thì sẽ có những hệ thống bẫy giăng mắt khắp nơi, và cuối cùng chính là đội quân tinh nhuệ để có thể tìm và diệt giặc ngoại xâm. Vậy thì đối với cơ thể của chúng ta, hệ thống quốc phòng chính là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch cũng sẽ có nhiều lớp. Thứ nhất, có thể là miễn dịch vật lý, chẳng hạn như lớp da của chúng ta, giống như là thành lũy ở biên giới, ngăn không cho giặc ngoại xâm vào. Trên da còn có những lông mao. Lông mao cũng làm nhiệm vụ là ngăn không cho mầm bệnh tiếp xúc với da. Hoặc chất nhầy tự nhiên ở trên da cũng là một thành phần của hệ miễn dịch. Và nếu lỡ mầm bệnh xuyên được qua da và vào trong cơ thể chúng ta, thì lúc bấy giờ sẽ có đội quân tinh nhuệ tìm và diệt mầm bệnh đó. Đó chính là các kháng thể. Tuy nhiên, điều khác biệt giữa kháng thể so với các chiến sĩ thật sự ngoài mặt trận chính là mỗi kháng thể chỉ có thể tìm và diệt đặc hiệu một mầm bệnh mà thôi. Mầm bệnh này gọi là kháng nguyên. Và trong cơ thể chúng ta thì không có sẵn kháng thể các bạn, mà phải được đào tạo, giống như là binh lính vậy đó. Giặc nào vô thì chúng ta phải đào tạo để diệt giặc đó. Giặc X vô thì cơ thể chúng ta sẽ phải đào tạo để diệt giặc X. Rồi sau này khi giặc Y vô thì chúng ta sẽ phải đào tạo để diệt giặc Y. Đó chính là cái đặc điểm của hệ miễn dịch của chúng ta đó các bạn. Nói như vậy, không lẽ cơ thể chúng ta không có sẵn kháng thể để tiêu diệt corona, vậy thì corona xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì chúng ta chết à? À, không phải đâu các bạn. Bởi vì khi corona xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì ngay lập tức toàn bộ cơ thể sẽ đào tạo nên những kháng thể để tìm và diệt đặc hiệu với corona. Và những kháng thể này sẽ có tính nhớ. Lần sau nếu như cơ thể gặp lại corona thì chúng ta không cần phải đào tạo nữa, mà chỉ cần sản xuất ra kháng thể để tiêu diệt corona mà thôi. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên đào tạo kháng thể, cơ thể sẽ mất rất nhiều thời gian các bạn. Việc đào tạo mất nhiều thời gian hơn là việc sản xuất. Trong khoảng thời gian đó, corona nói riêng và mầm bệnh nói chung đã tác quai tác quái, đã tàn phá, đã tấn công cơ thể của chúng ta rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Có cách nào đào tạo trước hay không? Khi mà giặc tới rồi, mình chỉ cần sản xuất ra thôi, không tốn thời gian đào tạo nữa. À, vậy thì vaccine đã ra đời các bạn. Vaccine có bản chất là một bộ phận của mầm bệnh hoặc cả mầm bệnh được làm yếu đi. Các bạn có tưởng tượng nôm na như vậy cho dễ, giặc ngoại xâm giống như là một thằng gồm có đầy đủ tứ chi, đầu, mình, chân, tay, tất cả mọi thứ. Thì bây giờ người ta đưa cái mặt cho nhận diện, đưa cái tay cho nhận diện, đưa cái chân cho nhận diện để rèn luyện binh lính của mình tập nhận diện với thằng đó là thằng corona đó. Hoặc có thể đưa cả một cái con corona vô luôn. Nhưng mà cái con corona đó đã được làm yếu đi hoặc là làm chết đi để không còn khả năng gây bệnh nữa. Vậy thì, nói một cách nôm na, vaccine chính là corona đó các bạn. Và chúng ta đang được đưa corona vào trong người để cơ thể có thời gian đào tạo nên kháng thể. Và trong thời gian đào tạo đó, corona này không có khả năng gây bệnh bởi vì nó chỉ là một cái mảnh nhỏ rời rạc hoặc đã được làm yếu hoặc được làm chết. Vậy thì khi corona thực sự vào trong cơ thể chúng ta, may quá, chúng ta đã đào tạo binh lính sẵn rồi, chỉ có sản xuất ra và tiêu diệt mà thôi. Vậy thì tại sao có những người chích vaccine nhưng vẫn bị bệnh? Thứ nhất, như thầy vừa trình bày ở trên, thời gian để cơ thể đào tạo nên kháng thể là rất lâu. Có thể là tính bằng tháng. Do đó, nếu bạn mới chích vaccine xong mà bạn đã tiếp xúc với corona rồi thì là bạn dính. Thưa các đồng chí, tiêm vaccine bây giờ, tiêm xong thì phải một thời gian sau bắt đầu mới sinh kháng thể, phải tiêm đủ mũi thứ hai thì mới có tác dụng.
bền vững. Và như vậy về mặt lý thuyết thì trung bình khoảng, tôi nói số tròn là 1.5 tháng thì mới có tác dụng bảo vệ. Cái thứ hai, kháng thể chỉ bắt đặc hiệu với một loại kháng nguyên, tức là một mầm bệnh nhất định. Vậy thì nếu như tên giặc ngoại xâm đó nó thay hình đổi dạng, hay nói cách khác là virus corona biến thể khiến cho nó khác đi, thì cơ thể của chúng ta không còn nhận diện được nữa. Chính vì lẽ đó, chủng virus biến thể là một nỗi ám ảnh đối với vaccine. Như các bạn thấy rồi, vaccine không giúp làm tăng hệ miễn dịch của chúng ta, mà chỉ giúp cho chúng ta đào tạo nên kháng thể để tập nhận diện với mầm bệnh thật sự. Còn có diệt được bệnh hay không là do chúng ta có đủ kháng thể hay không, hệ miễn dịch của chúng ta có mạnh hay không. Cũng giống như là quốc phòng ở trong quốc gia vậy đó các bạn. Khi mà giặc ngoại xâm bước vào thì chúng ta có thể, ô, đó, giặc corona kia, rồi sao nữa. Nhưng mà chúng ta không đầy đủ binh lính để có thể bắn nó, nó quá đông còn chúng ta quá ít thì cũng bệnh luôn. Chính vì lẽ đó, vaccine luôn đi kèm với một cái phần trăm các bạn ạ. Không có ai đảm bảo rằng tiêm vaccine thì 100% các bạn sẽ không bị bệnh. Do đó, chích xong vaccine, các bạn đừng tưởng rằng chúng ta sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với corona. Thậm chí các bạn chưa có kháng thể nữa. Đương nhiên 100 người tiêm cũng chỉ có khoảng, nói lý thuyết là có thể 85 bao nhiêu, nhưng mà trung bình thực tế thì khoảng 70% số người có bảo vệ. Nhưng điều quan trọng hàng đầu là đã tiêm vaccine thì sẽ vẫn bị nhiễm, vẫn lây sang người khác, nhưng mà cái tỷ lệ diễn biến bệnh nặng và chết người ít đi. Do đó, tất cả những điều tôi muốn nói với các bạn rằng là gì? Thứ nhất, chúng ta hãy chích vaccine nếu có cơ hội để tạo nên kháng thể cho bản thân của mình. Và thứ hai, chích vaccine xong rồi vẫn phải luôn luôn 5K, cũng như luôn luôn tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân của mình. Bổ sung vitamin C. Vitamin C có thể được tìm thấy trong rất là nhiều loại rau quả trái cây. Hoặc chúng ta phải ăn ngủ điều độ, không dùng chất kích thích, tập luyện thể dục thể thao và không thức khuya. Có thể nói tất cả chúng ta đang ở trong một cuộc chiến để chống lại dịch corona. Cuộc chiến này không phải của riêng chính phủ. Cuộc chiến này không phải của riêng các y bác sĩ hay là nhân viên y tế. Cuộc chiến này là của mỗi người dân chúng ta. Mỗi người phải là một chiến sĩ, phải luôn luôn trang bị hệ thống phòng vệ cho bản thân của mình. Hy vọng qua phần chia sẻ vừa rồi, tất cả các mến trò đã hiểu được cơ chế hoạt động của vaccine, cũng như là cách sống sao cho đúng đắn sau khi chúng ta được tiêm vaccine. Xin hẹn gặp lại tất cả các mến trò trong những video chia sẻ tiếp sau. Bye bye. Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường, sẽ thơm phở ngon, sẽ huyên phố phường. Sài Gòn tôi